Điểm danh ba bộ phận cực độc của tôm và những lầm tưởng tai hại về việc ăn tôm mà người Việt thường mắc phải. Tôm là một loại thủy hải sản chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tôm rất giàu chất dinh dưỡng như protein, canxi, omega 3, tập trung nhiều nhất ở phần thịt tôm. Những người có sức khỏe kém cần bổ sung canxi, chất đạm thì tôm chính là một lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, tôm bổ dưỡng nhưng có một số bộ phận trên cơ thể của chúng mà bà con không nên ăn nhiều. Bộ phận đầu tiên chính là đầu tôm. Nhiều người cho rằng ăn gì thì bổ nấy nên việc ăn đầu và mắt tôm sẽ cực kỳ bổ. Tuy nhiên thì các chuyên gia khẳng định đây là một nhầm lẫn tai hại. Bởi đầu tôm chứa rất ít chất dinh dưỡng, đây lại là nơi chứa các cơ quan nội tạng như là ruột, thức ăn khi được đưa vào, mang cơ quan hô hấp cũng có nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng. Đây cũng là một bộ phận sẽ phân hủy đầu tiên khi mà tôm chết. Khi ăn phần đầu tôm, chúng ta vô tình nạp chất bẩn vào cơ thể và đối mặt với những nguy cơ nhiễm khuẩn. Đầu tôm cũng là nơi dễ tích tụ nhiều kim loại nặng như arsen. Đối với phụ nữ mang thai, độc tính của những kim loại nặng như arsen có thể gây dị tật thai nhi hoặc sảy thai. Do đó mà khi ăn tôm, chúng ta nên bỏ phần đầu và chỉ ăn phần thịt tôm. Quá trình chế biến cũng cần rửa sạch, lấy phần ruột tôm trên sống lưng, nấu chín rồi mới ăn. Đặc biệt, nếu đầu tôm có những biểu hiện chuyển sang màu đen thì tuyệt đối không nên ăn. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có thể là do tôm sống trong môi trường nước bị nhiễm kim loại nặng, các loại muối kết tủa hoặc tôm bị bệnh dẫn đến đen mang. Khi mua tôm thì bà con cũng cần phải quan sát phần đầu, nếu đầu tôm chuyển sang màu đen thì khả năng là tôm đã bị nhiễm các kim loại hóa chất độc hại và ký sinh trùng rất cao thì tuyệt đối không nên mua. Thứ hai là vỏ tôm. Nhiều người cho rằng vỏ tôm chứa rất nhiều canxi nên ăn nhiều vỏ tôm sẽ cực kỳ tốt cho sức khỏe, giúp xương săn chắc và giảm tình trạng loãng xương. Do đó mà chúng ta thường cố gắng ăn phần vỏ tôm để không bị lãng phí nguồn dinh dưỡng này. Tuy nhiên thì trên thực tế lại không phải như vậy. Phần thịt, càng và chân của tôm mới là những bộ phận chứa nhiều canxi nhất. Điều này có nghĩa là chúng ta đã ăn phải những thứ đáng để vứt đi. Hơn nữa thì vỏ tôm có thành phần chính là chitin, một polymer tạo thành vỏ của các loại giáp sát. Vỏ tôm rất khó để tiêu hóa, do đó mà khi ăn vỏ tôm chỉ làm tăng thêm các gánh nặng cho dạ dày mà không giúp cho cơ thể của chúng ta hấp thụ thêm canxi. Đặc biệt là đối với những bà mẹ có con nhỏ, việc thường xuyên bắt con ăn vỏ tôm để có nhiều canxi thì nên loại bỏ ngay. Bởi vì chúng không có lợi mà còn có thể gây hại cho trẻ nếu nhỡ bị hóc vỏ tôm. Thứ ba là đường chỉ ở lưng tôm. Ở lưng tôm có một đường chỉ đen, đây chính là đường tiêu hóa của tôm chứa dạ dày và đại tràng. Bà con có thể dễ dàng nhìn thấy đường chỉ này ở những con tôm to. Thông thường thì đường chỉ tôm không gây hại cho sức khỏe bởi khi chế biến ở nhiệt độ cao, các vi khuẩn trong đó sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên thì để món ăn được ngon và sạch hơn, bà con nên loại bỏ phần đường chỉ tôm trước khi chế biến. Bà con thân mến, tôm chứa rất nhiều các dinh dưỡng như là đạm và chất béo tốt, cùng với đó là các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Khi ăn tôm một cách thường xuyên sẽ giúp bà con giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và tăng cường sức khỏe xương khớp. Thế nhưng nếu bà con ăn tôm một cách sai cách thì có thể gây ra những nguy hại đối với sức khỏe của bà con. Lưu ý đầu tiên khi mà bà con ăn tôm đó là tôm không thích hợp đối với những người bị ho hay là đau họng. Khi ăn tôm, vỏ tôm và càng tôm dễ mắc ở cổ họng, gây ngứa và ho. Ngoài ra thì ăn tôm khi đang bị ho sẽ khiến bệnh càng trở nên trầm trọng hơn bởi hệ hô hấp của những người đang bị ho rất dễ phản ứng với vị tanh từ tôm, khiến tình trạng ho sẽ dai dẳng và lâu khỏi. Tốt nhất là bà con nên ăn tôm khi cơn ho đã dứt hẳn để đảm bảo cho sức khỏe. Thứ hai là người bị đau mắt đỏ thì không nên ăn tôm. Theo bác sĩ chuyên khoa, ăn tôm khi bị đau mắt đỏ sẽ làm tình trạng đau mắt đỏ trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra bà con cũng nên hạn chế các loại hải sản có mùi tanh như là cua, mực, cá. Thêm vào đó thì người có máu nhiễm mỡ hay có tiền sử mắc các bệnh liên quan đến tim mạch cũng không nên ăn nhiều tôm. Bởi vì lượng cholesterol trong tôm là khá cao. Trung bình trong 100g tôm có chứa tới 152mg cholesterol. Trong tôm cũng như các loại hải sản khác có chứa rất nhiều iốt, có thể làm bệnh về tuyến giáp trở nên trầm trọng hơn. Vì thế nếu có các vấn đề về tuyến giáp, bà con cũng nên hạn chế ăn tôm. Những người bị dị ứng hải sản không loại trừ khả năng bị dị ứng tôm và dễ gây nổi mần đỏ hoặc các nốt sưng sau khi ăn nhiều chất đạm, đặc biệt là các loại tôm con nhỏ. Vì vậy, nếu từng bị hiện tượng này, bà con nên chú ý khi ăn hoặc là không nên ăn.
người mắc bệnh về gút, tăng axit uric trong máu hay là viêm khớp cũng không nên ăn hải sản quá nhiều, bởi vì việc dung nạp lượng purin quá mức, chúng sẽ khiến dễ lắng đọng các tinh thể axit uric trong khớp, khiến cho tình trạng viêm khớp trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù là tôm chứa rất nhiều canxi có lợi cho sự phát triển và độ bền của xương khớp, nhưng hải sản này cũng chứa nhiều iốt sẽ khiến cho những ai mắc phải bệnh xương khớp trở nên nặng hơn. Hơn nữa thì việc tiêu thụ quá nhiều tôm khiến cho cơ thể dung nạp một lượng lớn purin, chất này có xu hướng lắng đọng trong tinh thể axit uric trong khớp, làm cho bệnh xương khớp nặng thêm, nhất là xuất hiện bệnh gút. Thứ ba là tuyệt đối không được nấu tôm cùng các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C. Tôm chứa nhiều acen pentosid, chất này gặp vitamin C trong các loại hoa quả, rau củ sẽ gây ra phản ứng hóa học trong dạ dày và khiến acen pentosid thay đổi thành phần acen triosid, còn được biết đến với tên gọi khác là thạch tín. Đây được coi là một chất độc cực kỳ nguy hại, có thể gây ra suy tim, gan, thận và mạch máu và gây tử vong do mất máu lớn. Tôm cũng không được kết hợp cùng với thịt gà. Theo đông y, khi nấu tôm cùng thịt gà sẽ gây ra hiện tượng động phong, ngứa ngáy khắp người. Tôm cũng hạn chế kết hợp với thịt lợn. Theo các y văn cổ ghi rằng không nên ăn thịt lợn cùng với tôm bởi vì chúng rất cụ nhợ, bởi vì chúng rất kỵ nhau theo ngũ hành. Sách Nam Dược Thần Hiệu của Tuệ Tĩnh cũng đúc kết kinh nghiệm rằng thịt lợn đặc biệt kiêng kỵ với con tôm và một số thực phẩm như là ốc bươu, lá mơ do tương quan ngũ hành. Ăn thịt lợn với tôm hoặc là ốc sẽ gây lạnh bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Cũng theo đông y, bí đỏ và tôm cũng không nên được kết hợp cùng nhau. Lý giải về điều này thì các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bí đỏ có chứa tính hàn, vị ngọt, còn tôm tính ấm, vị ngọt, mặn. Khi kết hợp hai loại thực phẩm với nhau sẽ dẫn đến kiết lị, tiêu chảy. Rõ ràng không thể phủ nhận rằng tôm là một thực phẩm phổ biến trong các gia đình, được nhiều người yêu thích bởi vì nó có thể chế biến thành rất nhiều các món ngon. Trong tôm chứa rất nhiều dưỡng chất mà cơ thể của chúng ta rất cần. Nhưng nếu ăn tôm không đúng cách sẽ gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm đối với sức khỏe. Do đó, bà con hãy ghi nhớ những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trong video ngày hôm nay để ăn tôm có thể phát huy được tối đa những tác dụng của nó. Bà con cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này để cùng tiếp thêm động lực cho đội ngũ biên tập của kênh bà con nhé. An tâm sống khỏe, cùng bà con chăm sóc sức khỏe gia đình.